Xin chào tất cả các em, cô giáo Diệu Thu lại quay lại rồi đây. Và với tiết 1 thì chúng mình cùng nhau đi bóc tách và phân tích đoạn trích chị em Thúy Kiều rồi. Và ở tiết 2 chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đi phân tích đoạn trích thứ 2, đó là trích đoạn Cảnh ngày xuân của Nguyễn Du. Các em biết không, trước khi vào đi đến phần phân tích chính thì chúng ta cùng nhau điểm một chút qua phần tìm hiểu chung nhé. Chúng ta biết rằng đoạn trích Cảnh ngày xuân nằm ở phần đầu của truyện Kiều. Sau khi giới thiệu gia cảnh và tài sắc chị em Thúy Kiều, Nguyễn Du đã trình bày bối cảnh Thúy Kiều gặp nấm mồ của Đạm Tiên và Kim Trọng. Đó là cảnh ngày xuân trong tiết Thanh Minh. Chúng ta biết rằng chị em Thúy Kiều đi chơi xuân, trong cái cảnh ngày xuân thì cứ hiện dần ra theo trình tự của cuộc bộ hành chơi xuân và của chị em Thúy Kiều. Đây chính là vị trí của đoạn trích Cảnh ngày xuân. Và các em lưu ý luôn, trong đoạn trích này thì chúng ta cần quan tâm và lưu ý một chút đến kết cấu hay là bố cục của đoạn trích. Cảnh ngày xuân gồm có kết cấu 3 phần. Phần đầu tiên 4 câu thơ đầu nói về khung cảnh mùa xuân, 8 câu thơ tiếp theo nói về khung cảnh lễ hội trong tiết Thanh Minh, và 6 câu thơ cuối cùng nói về cảnh chị em Thúy Kiều du xuân trở về. Và để hiểu hơn văn bản thì chúng ta cùng nhau đi ngay vào phần đầu tiên, đó là phần khung cảnh mùa xuân. Chúng ta biết rằng hai câu thơ đầu tiên vừa gợi tả thời gian, vừa gợi tả được cả không gian của mùa xuân. Câu thơ thứ nhất, ngày xuân con én đưa thoi. Chững lại một chút thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về câu thơ này. Câu thơ vừa tả không gian ngày xuân chim én bay. Chim én thì bay đi bay lại trao liệng. Và các em biết rằng tại sao mà gì ạ? Người ta lại gọi đó là đưa thoi không các em? Bởi vì nó diễn tả cái thời gian này dường như nó trôi đi rất nhanh các em ạ. Nó gì ạ? Nó tựa như những cánh én vụt bay trên bầu trời. Như vậy rõ ràng ta thấy ngay ở câu thơ thứ nhất, nó vừa gọi ra thời gian mà nó lại vừa gọi ra cả không gian nữa. Bước sang câu thơ thứ hai, thiều quang chín chục đã ngoài 60. Câu thơ này nó gọi thời gian, đó là 90 ngày xuân mà nay đã gì ạ? Đã qua hơn 60 ngày rồi. Như vậy cái quãng độ mùa xuân còn rất là gì ạ? Rất là ngắn nữa thôi, đúng không nào? Đó, và không chỉ là gọi ra thời gian mà nó cũng đặc tả cả không gian nữa. Đó là gì nhỉ? Đó là ngày xuân với ánh sáng đẹp trong lành, đó là cái thiều quang này các em. Đúng nhỉ? Đó. Và chúng ta sang tiếp câu thơ sau, hai câu thơ sau là một bức họa tuyệt đẹp về mùa xuân với hai sắc màu xanh và trắng. Nếu như đề yêu cầu các em đó là qua đoạn trích cảnh ngày xuân, anh chị hãy cảm nhận, nêu cảm nhận của mình về bức tranh xuân, thì tuyệt nhiên chúng ta không thể không nhắc đến hai câu thơ này. Chúng ta cùng xem, đúng nào? Đó, chúng ta thấy rằng rõ ràng chữ tận trong câu thơ đã mở ra một không gian đầy bát ngát, thảm cỏ non trải rộng đến tận chân trời làm nền cho bức tranh xuân. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa, có đúng không nào? Đó, và rõ ràng là trên nền màu xanh non ấy đã điểm xuyết một vài bông hoa lê trắng. Không gian như khoáng đạt hơn, trong trẻo, nhẹ nhàng và thanh khiết hơn. Và rõ ràng là chỉ bằng một từ điểm thôi, nhà thơ đã tạo nên một bức tranh sinh động hơn, cảnh vật có hồn hơn, chứ không tĩnh tại, chết đứng, có đúng không nào? Đó, và các em có thể thấy rằng là rõ ràng cái cách thay đổi trật tự từ trong câu thơ đã làm cho màu trắng của hoa lê càng thêm sống động và nổi bật trên cái nền màu xanh của đất trời, đúng nhá, của đất trời cuối xuân. Và các em biết không, rõ ràng với cái đoạn thơ, đúng nhá, đã gợi ra màu xanh của cỏ non và sắc trắng của hoa lê đã làm cho cái gì ạ, màu sắc bức tranh xuân có sự hài hòa tới mức tuyệt diệu.
Và tất cả điều đó đều gợi lên vẻ đẹp riêng của mùa xuân, đầy mới mẻ, tinh khôi, tràn trề sức sống, nhưng cũng không kém phần khoáng đạt, trong trẻo và cũng rất nhẹ nhàng, thanh khiết nữa. Và chỉ bằng một vài nét chấm phá thôi, kem biết rằng rất nhiều nhà thơ, nhà văn khi miêu tả bức tranh xuân thì cho rất nhiều những gì ạ, những cảnh vật đậm sắc màu. Nhưng Nguyễn Du thì khác. Khi miêu tả bức tranh xuân thì Nguyễn Du chỉ bằng vài nét chấm phá thôi đã có thể phác họa nên cả một cái bức tranh xuân đầy sinh động, tươi tắn và hấp dẫn lòng người.